Thờ cốc ba chân có thực sự tốt? Chiêu tài, vượng lộc, thăng tiến, hóa sát, trấn tà, phòng tiểu nhân là những mỹ từ trong giới phong thủy khi nhắc tới kim thiệm, còn gọi là thiềm thự hay cốc ba chân, trên đồ tượng khảm hình lưỡng nghi của đạo gia. Trên lưng có 7 nốt sừng ứng với hình dáng của chòm sao đại hùng Bát Đổ Thất Tinh, mắt trợn đỏ, miệng ngậm đồng tiền cổ, chân đạp lên nhiều tầng tiền, và bên cạnh lưng còn mang thêm 2 xô tiền. Các gia chủ cùng giới kinh doanh đều xem kim thiềm như là sủng vật với ý nghĩa linh thiêng về tài lộc, thăng tiến, an lành, và được thờ phụng không hề kém cạnh so với thần thú tỳ hưu. Thế nhưng ít ai biết rằng kim thiềm lại có một lai lịch vô cùng đáng sợ. Ác thú thời thượng cổ. Theo truyền thuyết, kim thiềm sinh vào thời thượng cổ Hồng Hoang, thích trú ở những nơi có thế đất phong thủy tốt đẹp. Ngoài ra còn phải là nơi có tài vận thì kim thiềm mới đến ở. Tuy nhiên, chuyện thế gian họa phúc đan xen, lợi hại tiềm tàng. Kim thiềm dù thân mang tài vận, thế nhưng tính khí của nó lại vô cùng hung hãn tàn ác, có thể sánh ngang với tứ đại hung thú là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết. Kim thiềm vốn sống trên mặt trăng, mà mặt trăng đại biểu cho tính âm, do đó kim thiềm cũng được coi là linh thú của cõi âm. Kim thiềm dù ở trên cung trăng nhưng lại không biết an phận, mà thường xuyên đến nhân gian gây họa loạn bách tính. Nó lòng tham không đáy, ăn người chẳng buồn nhã xương, dân chúng đều vô cùng sợ hãi, khổ nỗi lại lực bất tòng tâm. Thế nhưng ông trời vốn có đức hiếu sinh, không tuyệt đường người. Kim thiềm đã gặp phải khắc tinh của nó. Trong Thần Tiên Liệt Truyện kể rằng có ông Lưu Hải, đạo hạnh bất phàm, thích vân du tứ hải, hàng ma trừ yêu, là đệ tử của Lã Động Tân trong Bát Tiên. Một lần khi đang vân du, ông đã gặp kim thiềm. Biết con cốc này bản tính hung ác, ông liền vận dụng đạo pháp thần thông để hàng phục, chặt đứt một chân của nó. Cũng vì thế mà kim thiềm chỉ còn lại 3 chân. Sau khi cốc 3 chân bị thuần phục, ông yêu cầu nó phun ra những đồng tiền vàng để phân phát cho bách tính nghèo khổ. Qua đó mới thấy kim thiềm bản thân nó không phải là loài vật tốt lành mà nhiều người vẫn ca tụng. Nó thân mang âm khí, bản tính hung tàn, lại hiếu sát, thêm thói tham tài, chỉ thích hút tiền cho riêng mình. Nếu không có đạo nhân Lưu Hải thanh tâm quả dục, không tham luyến tiền tài khắc chế, thì sao có chuyện nó chịu nhã tiền cho dân chúng? Người thờ cúng kim thiềm thu hút tài lộc về làm giàu cho bản thân, vô hình chung đã mang cái tâm tham lam như kim thiềm. Thờ phụng kim thiềm lâu ngày, nhà cửa sinh ra âm khí, lâu dần nếu âm thịnh dương suy thì gia đạo tất loạn, có thể vì tranh đoạt tiền tài mà đấu đá lẫn nhau. Lại nói cốc cùng với rắn, rết, bò cạp và thạch sùng hợp xưng ngũ độc, tức là 5 loài động vật độc hại. Cổ nhân đều kinh sợ và né tránh chúng, thế nên người bên cạnh kim thiềm lâu dài há có thể bình an. Cổ nhân dạy, hậu đức tải vật, có nghĩa là hết thảy tiền tài, công danh, lợi lộc đều từ đức mà quy đổi. Cho nên nếu muốn có tiền tài và bình an thì nhất định trước tiên phải hành thiện tích đức, dựa vào cố gắng của bản thân mà đạt được. Còn bậy biện vật trang trí gì đi nữa thì cũng không phải là điều mấu chốt.